Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Là một người yêu bóng đá đẹp mắt, chắc chắn sẽ không thể quên cái tên Ronaldinho, cái tên đã trở thành huyền thoại trong giới túc cầu. Vậy mà trong năm 2020, nhiều người đã giật mình khi một cầu thủ vĩ đại như vậy, tài năng như vậy lại lâm vào cảnh kiệt quệ tài chính khi vào độ tuổi trung niên và phải đón sinh nhật tuổi 40 trong tù. Nhớ lại về Ronaldinho, chúng ta nhớ về những pha bóng đẹp mắt, những kỹ thuật điệu nghệ, nụ cười tỏa sáng và là một phù thủy sân cỏ đích thực. Vậy điều gì đã khiến Ronaldinho từ đỉnh cao của sự nghiệp xuống vực thẳm của cuộc đời? Từ một lối sống hào hoa đến cuộc đời trong tù ngục. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Ronaldinho, từ đó rút ra được những bài học về quản lý tài chính cá nhân trong bài ngày hôm nay nhé! Ronaldinho, tên thật là Ronaldo de Assis Moreira, sinh ngày 21 tháng 3 năm 1980 tại một vùng quê nghèo tại Brazil. Thường là cầu thủ trẻ nhất và nhỏ tuổi nhất trong đội, Ronaldo được gán cho biệt danh Ronaldinho vì trong tiếng Tây Ban Nha thì nó có nghĩa là Ronaldo nhỏ. Sinh ra trong gia đình có tình yêu bóng đá được truyền từ người cha, lại được chứng kiến sự đổi đời của gia đình. Từ nhà gỗ lụp sụp thành căn nhà 2 tầng mới xây có hồ bơi trước mặt, nhờ vào việc anh trai trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Ronaldinho vốn đã yêu bóng lại càng ham mê môn thể thao này hơn. Rồi đến khi cha đột ngột mất, kinh tế gia đình khó khăn hơn. Đỉnh điểm là khi anh trai bị chấn thương phải chấm dứt sự nghiệp bóng đá, thì tình yêu và sự quyết tâm thật sự đã đến với Ronaldinho. Khởi nghiệp trong màu áo của đội bóng quê nhà Grêmio năm 1998, 2 năm sau, tài năng thiên bẩm của anh đã được cả đất nước Brazil biết tới và tiền vệ này nhanh chóng được gọi lên đội tuyển quốc gia. Trong 3 mùa giải khoác áo Grêmio, Ronaldinho đã giúp đội bóng này giành chức vô địch quốc gia đầu tiên trong lịch sử. Năm 2001, ngôi sao của lối chơi đầy kỹ thuật này bén duyên với Paris Saint-Germain. Tại nước Pháp, anh vụt sáng trở thành một trong những cầu thủ đáng xem nhất ở giải đấu quốc nội. Tuy nhiên, điểm nhấn thật sự trong sự nghiệp của Ronaldinho tại thời điểm này lại đến trong màu áo của đội tuyển quốc gia Brazil. Dù ở lứa tuổi đàn em, nhưng anh đã cùng với những siêu sao khác trên hàng công như Ronaldo hay Rivaldo mang về chức vô địch thế giới cho đội bóng xứ sở Sampa tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây cũng là giải đấu mà Ronaldinho để lại ấn tượng mạnh bằng pha sút phạt từ khoảng cách rất xa vào lưới thủ môn huyền thoại David Seaman của đội tuyển Anh. Ở độ tuổi 22, Ronaldinho tiếp tục đi tìm thử thách mới cho bản thân và gia nhập đội bóng giàu tham vọng hơn là Barcelona. Từ đây, sự nghiệp của ngôi sao này đã bước sang một trang mới đầy rực rỡ. Người ta sẽ còn nhớ mãi những pha đi bóng đầy biến ảo cùng đôi chân ma thuật có thể khiến mọi đối thủ trở thành những gã hề của Ronaldinho. Sự quyến rũ trong lối chơi của anh đã chạm tới trái tim của những người yêu bóng đá đẹp. Còn nhớ, ở mùa giải 2005-2006, Ronaldinho đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử các cuộc đối đầu siêu kinh điển. Đó là pha solo khiến cả những cổ động viên của đối thủ Real Madrid phải đứng dậy vỗ tay tán dương. Trước đó, tại cúp C1 mùa giải 2005-2006, Ronaldinho cũng sở hữu những pha dứt điểm để đời vào lưới Chelsea. Bên cạnh đó là rất nhiều những pha bóng, những bàn thắng vô cùng đẹp mắt mà Ronaldinho mang đến cho bóng đá thế giới. Trong suốt sự nghiệp quần đùi áo số của mình, Ronaldinho đã tham gia 699 trận đấu và ghi 266 bàn thắng. Nếu chỉ liệt kê những con số như vậy, thì có lẽ chúng ta sẽ khó hình dung được sự xuất chúng của một huyền thoại bóng đá thế giới. Thay vào đó, hãy điểm qua những thành tích của anh. Anh có rất nhiều các thành tích cá nhân, trong đó phải kể đến 2 lần giành giải cầu thủ xuất sắc nhất La Liga 2003-2004 và 2005-2006, 2 lần trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2004 và 2005,
cầu thủ xuất sắc nhất thế giới FIFPro tháng 9 năm 2005, cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2005. Thành tích tập thể anh và các đồng đội giành được bao gồm vô địch La Liga các mùa giải 2004-2005, 2005-2006, giành siêu cúp Tây Ban Nha các mùa 2004-2005, 2005-2006, vô địch cúp C1 mùa 2005-2006, vô địch U17 thế giới năm 1997, vô địch Copa America năm 1999, vô địch thế giới năm 2002, vô địch Confederation Cup năm 2005 và huy chương đồng Olympic năm 2008. Có thể nói, đỉnh cao của một ngôi sao bóng đá có thể đạt tới đâu thì Ronaldinho chính là câu trả lời. Anh có được tài năng bóng đá không thể chối cãi, cả triệu trái tim yêu bóng đá trên thế giới mến mộ anh. Thành tích cá nhân và tập thể mà bất cứ đội bóng nào cũng ao ước. Vì thế, Ronaldinho được coi là một mỏ vàng để các nhãn hàng khai thác hình ảnh anh làm quảng cáo. Giai đoạn năm 2003 đến 2008 là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của Ronaldinho, không chỉ trong bóng đá mà còn trong cả thu nhập. Năm 2005, thu nhập của Ronaldinho là khoảng 22,5 triệu euro. Đây là nguồn thu nhập đến từ lương và những hợp đồng quảng cáo. Nếu quy đổi số tiền này sang tiền Việt thì nó khoảng gần 700 tỷ. Nếu là một phép tính đơn giản, thu nhập của một gia đình trung lưu tại Việt Nam là 1 tỷ đồng một năm, thì bạn có thể đoán ra rồi đấy, thu nhập của Ronaldinho bằng 700 năm đi làm của một gia đình người Việt. Các năm tiếp theo, 2006 và 2007, thu nhập thậm chí còn cao hơn. Tuy nhiên, dường như tiền bạc và danh tiếng có thừa đã đưa Ronaldinho lên mây xanh rồi khiến anh lạc chân sang thế giới của những ăn chơi trụy lạc. Đời sống có quá nhiều lạc thú khiến tình yêu và sự tập trung dành cho trái bóng tròn bị san sẻ đi nhiều. Ronaldinho dần tỏa sáng nhiều hơn trong các hộp đêm với ngập ngụa rượu mạnh và chân dài hơn là trên sân cỏ. Bất kể ngày nào trong tuần, bất kể hôm sau có phải ra sân thi đấu hay không, Ronaldinho vẫn luôn sẵn sàng quăng mình vào các cuộc nhậu tới bến ở hộp đêm. Anh sẵn sàng chi hàng chục đến hàng trăm nghìn đô cho những bữa tiệc như vậy. Anh tậu hàng loạt siêu xe đắt đỏ trị giá hàng trăm nghìn tới hàng triệu đô la, phi cơ riêng hàng chục triệu đô, đồ dùng xa xỉ như đồng hồ, trang sức, tranh vẽ đắt tiền, biệt thự sang trọng rộng lớn. Ronaldinho tự mình leo lên đỉnh cao sự nghiệp bằng chính tài năng, nhưng chính anh cũng là người kéo bản thân xuống vực thẳm bằng thói vô kỷ luật trong cả sinh hoạt lẫn luyện tập. Kể từ năm 2010, thay vì tập trung cho sự nghiệp, Ronaldinho đã liên tục lao vào những cuộc ăn chơi trác táng và xa đọa. Đây là lý do khiến huyền thoại bóng đá Brazil khuynh ra bại sản rồi lâm vào cảnh tù tội. Năm 2010, trong thời gian dưỡng thương, Ronaldinho chịu chi ra tới 75.000 USD mỗi tháng để thuê căn biệt thự ở trung tâm Milan. Một số nguồn thông tin từ báo chí Italia khẳng định, anh này còn chi thêm gần nửa triệu USD để cải tạo căn biệt thự với các phòng chức năng như sòng bài, sàn nhảy, hồ bơi để mở những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng với các đồng đội người Brazil và người mẫu. Tin tức về Ronaldinho sau đó không phải về những nụ cười rạng rỡ trên sân bóng, không phải là những pha đi bóng đẹp mắt, cũng không phải là những chiến thắng vang dội, mà là những thói ăn chơi trác táng như trốn tập luyện vì gái, tiệc rượu, tiệc sách, phụ tình, hủy hoại môi trường. Cứ như vậy, tài năng của Ronny dần bị chôn vùi và lãng quên. Vào lúc giải nghệ năm 2015, tài sản của Ronaldinho ước đạt khoảng 90 triệu USD. Ronaldinho là điển hình của một cầu thủ hiện đại kiểu như Beckham, tức là biết tận dụng danh tiếng của mình trong các lĩnh vực quảng bá hình ảnh và đầu tư kinh doanh. Nhưng có điều, nếu như Beckham ngày càng giàu sụ nhờ đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, thì Ronaldinho ngày càng xuống dốc vì ông anh trai quản lý Roberto cũng là một tay ăn chơi đầy ma mãnh. Vậy nên, từ kinh doanh hộp đêm, bất động sản, nhà hàng, thời trang cho đến kinh doanh đa cấp, lĩnh vực nào anh em nhà Ronaldinho cũng thất bại và còn dính đến pháp luật. Đến hiện tại thì hoàn cảnh của Ronaldinho cũng không quá bi đát. Tình hình kinh tế của Ronny cũng tốt hơn với việc anh trở thành đại sứ thương hiệu của nhiều nhãn hàng tại Brazil. AZFin hy vọng rằng anh đã học được một điều gì đó trong quản lý tài chính cá nhân và sẽ tạo ra sự ổn định hơn trong tương lai. Nhìn lại câu chuyện của Ronaldinho, ở Anh chúng ta học được cả bài học tích cực và tiêu cực trong quản lý tài chính cá nhân.
Mặt tích cực, chúng ta nên học hỏi ở Ronaldinho là trong lĩnh vực kiếm tiền, cụ thể là ở hai điểm sau. Một là trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình, ở Anh chính là bóng đá. Cùng với năng khiếu trong lĩnh vực này là niềm đam mê cháy bỏng. Rooney đã vươn mình trở thành phù thủy sân cỏ. Mỗi lần anh ra sân là mỗi dịp sự háo hức của khán giả, của các cổ động viên được lên cao trào. Thậm chí, ngay cả trong trận đấu siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid, trái ngược với sự thù địch thường thấy, thì những cổ động viên của đội bóng đối thủ cũng phải đứng dậy vỗ tay khen ngợi và thán phục về tài năng và thứ bóng đá đẹp mắt của anh. Hai là tận dụng tốt thương hiệu cá nhân để tăng thêm các nguồn thu nhập mới. Bên cạnh sự thăng hoa trên sân cỏ, Ronaldinho cũng rất giỏi trong việc tận dụng thương hiệu cá nhân để làm quảng cáo cho các hãng kinh doanh. Thu nhập từ quảng cáo của anh gấp 1,5 đến 2 lần so với thu nhập thuần từ lương trên sân cỏ. Tuy vậy, nếu như câu chuyện chỉ dừng ở đó thì đã không có những nốt trầm buồn trong cuộc đời vưu vầu ở những năm 40 tuổi. Từ đỉnh cao tiền tài, danh vọng, anh cũng đã có cú trượt dài đầy tiếc nuối. Mà nguyên nhân của sự sai lầm cũng chính là nguyên nhân mà chúng tôi đã phân tích về nội dung 3 nguyên nhân của tái nghèo bền vững hay câu chuyện về công tử Bạc Liêu. Chúng tôi đã để link về hai nội dung này dưới phần mô tả cho anh chị nào quan tâm để có thể tiện theo dõi lại. Cụ thể, 3 nguyên nhân đã khiến cho Rooney từ nụ cười đế vương đến nước mắt sau song sắt là: một là chi tiêu không có kế hoạch và không có kiểm soát. Ronaldinho đã tiêu pha một cách phóng túng cho tiệc tùng, chân dài, biệt thự, xe hơi. Sự ăn chơi phóng túng này dường như đã ngấm vào máu, khiến cho Ronaldinho ngay cả khi giảm sút thu nhập đáng kể từ việc cắt hợp đồng quảng cáo đến cắt giảm lương cũng không thể kiềm chế được thói ăn chơi của mình. Anh chi nhiều hơn thu, vậy nên tài sản có thành núi thì cũng có đến ngày núi lở. Hay là thói hư tật xấu khi cuộc sống sung túc mang lại. Rõ ràng, từ cậu bé ở khu ổ chuột Brazil, những gì Ronaldo có ở đỉnh cao sự nghiệp chẳng khác gì là trong cõi mộng. Nhưng cái gì quá đà cũng không tốt. Những thú vui trụy lạc của anh không chỉ khiến khả năng chơi bóng mà còn khiến cả hình ảnh của anh đi xuống trầm trọng. Mà những thứ đó lại là cần cầu cường chính của Ronaldinho. Ba là đầu tư không hiệu quả. Dường như tính toán được sự nghiệp quần đùi áo số cũng sẽ đến lúc phải dừng lại, nên Rooney cùng anh trai rất tích cực trong việc đầu tư. Tuy nhiên, việc đầu tư khi không có kiến thức đủ nhiều và cũng thiếu kế hoạch khiến cho việc đầu tư đụng đầu thua đấy, thậm chí đụng đến cả pháp luật, khiến tài sản của Rooney không đội nón ra đi thì cũng bị phong tỏa. Nếu có cơ hội cho Ronaldinho một lời khuyên thì chúng tôi sẽ khuyên anh cần có một chuyên gia tài chính đủ chuyên nghiệp. Khác với Beckham, có một đội ngũ tư vấn gia sản chuyên nghiệp, Ronaldinho chủ yếu dựa vào người anh trai, mà chính người anh này cũng chưa đủ hiểu kiến thức trong lĩnh vực tài chính. Do vậy, việc tận dụng đòn bẩy con người là khá quan trọng, có thể tận dụng điểm mạnh của người khác bù vào cho điểm yếu của mình. Câu chuyện về Ronaldinho khép lại với những ký ức về một thứ bóng đá đẹp mắt và hoa mỹ. Và hơn thế nữa, chúng tôi mong rằng anh chị và các bạn có thể tìm thấy một bài học nho nhỏ nào đó trong quản lý tài chính cá nhân để tránh được những sai lầm đáng tiếc như Rooney. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.